thiếu cái màu vàng hoặc màu trắng là thành con vịt rồi, thấy ra không? Nhờ cái bộ lông màu xanh mới nhìn ra con cát đang tắm nước nè, chứ không thôi là tưởng con vịt nó nằm trong nồi tắm mà. Để lên đi, nó giờ này mà nó tắm chiều tối rồi mình mẩy nó ướt nè, thấy kìa, nói nó không nghe, kêu vô mà không vô, nó ở ngoài mưa á cả buổi trời luôn á, mình mẩy giờ này nè, lông như vậy nè, không có khô ráo gì trơn á, chiều tối rồi làm sao đây. Rồi con đi ra đây. Rồi ra. Giỏi quá ta ơi. Rồi ra đi con. Rồi kéo lên cửa chuồng á ha. Mẹ ơi, hôm qua nó xả rác ở trên nóc chuồng quá chừng luôn rồi ta ơi. Cái nè, nó ăn bắp nó xả rác nè. Hết biết không? Mẹ ơi, hạt hướng dương của con cát thì con Bi ăn. Vậy giờ con cát đứng ở trên vậy nè, rồi chị phải đút cho nó ăn đây kìa. Nó giờ phải múa là được ăn thêm. Múa giỏi gì đó mới được ăn thêm. Còn của nó là con Bi ăn này nè. Đây nè. Bi kỳ cục quá à. Rồi con cho nó ăn đi con. Thần của nó là bị Ruby ăn rồi. Rồi. Ui, thôi chắc không sao. Nãy giờ tắm lâu rồi, giờ chịu lên chưa? Hả? À? Sao? Mẹ ơi, kêu nó lên nó trả lời kìa. Đó, nó là vịt chứ đâu phải là cát. Nha, cát gì đâu mà nồi vô nồi nước nằm tắm như vịt vậy đó. Thấy không? Thiếu cái màu vàng hoặc màu trắng là thành con vịt rồi. Thấy gì không? Nhờ cái bộ lông màu xanh mới nhìn ra con cát đang tắm nước nè, chứ không thôi là tưởng con vịt nó nằm trong nồi tắm mà. Thấy gì không? Làm gì mà thích nghi với môi trường nước quá vậy? Hả? À, mưa thì tắm theo mưa, nắng thì vô nồi tắm. Trời mưa ha, đuổi nó vô chuồng cỡ nào cỡ nó cũng tìm cách nó đi ra tắm mưa. Rồi trời nắng thì vô nồi nó tắm, giờ này là tắm rồi đó. Thấy gì không? Ê kìa, nó tắm kìa. Nó tắm nó còn tha cái miệng cái gì? Cái vỏ dừa ở đâu mà nó thay vô nồi nữa kìa. Tắm phải có đồ chơi nữa hả? Hả? À? Ừ. Nước thì sáng không có châm lưng xịu à. Có nửa nồi nước à mà cũng gán mà vô tắm. Miễn có nước là thích rồi đó. Nha. Giờ này nó tắm rồi đó. Mà nếu chiều nay mà có mưa là tắm mưa nữa. Coi như là 2 lần, 3 lần nó tắm vẫn được. Đó rồi nè. Nó nằm đây nè, bắt cái nồi này lên lửa luôn cho rồi đi, nhóm lửa cái thành nồi lẩu quẹt rồi. Thấy không? Ruby đi vô chuồng đi con, hồi tắm Ruby. Con Ruby thì còn phải tắm đó. Còn con cát này là tự tắm mà Ruby, ăn chỗ cho em nó đi lên. Ruby này kiếm chuyện với em, kỳ quá à, nhỏ đang tắm. Ruby này kỳ cục thiệt chứ. Rồi lên đó rửa lông nghe, không có xuống tắm nó nghe chưa. Nghe không, tắm nãy giờ lâu rồi, đủ rồi nha. Ruby, Ruby phá em không à. Ruby, Ruby để mẹ tắm cho Ruby nữa nè. Ruby mà nó biết tự tắm gì khỏe biết mấy. Ruby là cách ngày tắm cho nó ngày, còn con cát này là mỗi bữa mỗi tắm, nó tự lo cho thân nó à. Vậy đó mà còn bị la nữa, vô nồi nước tắm lâu quá sợ lạnh sợ bị la nữa nè. Rồi đứng ghế lông nha, đứng ghế lông đi chưa, không có xuống tắm nữa nghe không. Bây giờ đi tắm cho Ruby nè. À, nó tắm bây giờ nó lên đây nó đứng nó rửa lông nè, coi cái ngực của nó nè ướt nhẹp hết trơn. Nó như vậy đó, nó mới chịu thôi đó. Nó vô trong cái nồi nó lội như vịt vậy đó. Nó vậy mới thôi đó, vài bữa nó nuôi con vịt nha. Két nồi vịt nồi nước, hai cái nồi nước kế bên tắm cho mắc cười dữ à. Ôi, tắm cho xong rồi bắt đầu rửa lông vậy thôi tốt hơn, sợ lông ướt đừng tắm. Tắm chi rồi lên rửa lông cho khô không biết nữa. Thấy không?
Rồi xuống ăn cơm nè con. Nè, con mình mẩy ướt nhẹp nè, tắm trời mưa kêu không vô ha, bây giờ mình mẩy nó như chuột lột rồi. Nha. Rồi xuống ăn lẹ lên đi con. Lẹ lên đi. Nó giờ này mà nó tắm chiều tối rồi mình mẩy nó ướt nè, thấy thấy kìa. Nói nó không nghe, kêu vô mà không vô, nó ngoài mưa á. Cả buổi trời luôn á, cái mình mẩy giờ này nè, lông như vậy nè, không có khô ráo gì trơn á, chiều tối rồi rồi làm sao đây? Hả? À? Ăn lẹ rồi vô chuồng dĩa lông. Mưa, trời mưa thì ra tắm mưa, còn trời nắng thì vô nồi tắm. Chịu đời với nó nổi không? Ăn lẹ lên rồi vô chuồng nghe chưa? Không có ra tắm mưa nữa nghe chưa? Giờ này 5 giờ chiều rồi đó mà kêu vô không vô.